Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video mới nhất của Hưng ngày hôm nay. Thì hôm nay Hưng sẽ giới thiệu mọi người chiếc VinFast VF9 phiên bản 6 ghế, ghế chủ tịch. Và chiếc xe này là phiên bản Plus màu trắng, nội thất nâu mọi người nha. Với chiếc xe này, ở một trong những chiếc xe có thể nói là một chú khủng long của VinFast. Đấy, hàng ghế thứ hai cực kỳ rộng rãi và rất là nhiều option ở trên chiếc xe này. Đấy, ở phần đầu xe thì chúng ta sẽ có hệ thống đèn daylight ban ngày cực kỳ đẹp và hệ thống đèn led magic rất là cao cấp của VinFast. Phía trước xe chúng ta cũng sẽ có cảm biến phía trước này, chúng ta có radar phía trước, camera phía trước hỗ trợ trong cái hệ thống 360 đó. Ở phía kính lái chúng ta cũng sẽ có một cái camera hỗ trợ quan sát trong cái hệ thống ADAS mọi người nha. Với VF9 thì chúng ta sẽ có 4 phiên bản hiện tại, đó là phiên bản Eco 6 và 7 ghế và phiên bản Plus 6 và 7 ghế. Đấy, VinFast đã bổ sung rất là nhiều phiên bản. Ngoài ra thì nếu như mà anh chị không muốn phiên bản Plus có cái trần kính thì cũng có thể chọn phiên bản Plus có cái trần thép và chúng ta có thể tiết kiệm được hơn 9 triệu. Đấy. Ở bên hông thì chúng ta sẽ thấy một chiếc xe rất là bệ vệ và rất là hầm hố mọi người nha. Đấy, với VF9 thì chúng ta có thêm một cái đèn phản quang ở hai bên hốc bánh xe. Mục đích là khi mà chúng ta di chuyển ở trên phố với một chiếc xe kích thước dài và to như thế này thì nó sẽ là một cái công cụ để mà những cái xe khác nhận diện được VF9, nhận diện và biết được là chiếc xe này đang quay đầu hay là đang vào cua như thế nào đó, nó sẽ có một cái tính năng an toàn hơn. Phần mâm rất là to, mâm 21 inch mọi người nha. Đấy, một size rất là to, mâm phay xước cực kỳ đẹp. Với phiên bản Plus này thì chúng ta sẽ có thêm đó là cái bật bước chân sẵn ở trên xe. Đấy, ngoài ra thì sẽ có một vài cái phần nẹp trang trí màu đen. VF9 có một cái thiết kế tay nắm cửa có thể nói là khác biệt so với những chiếc xe còn lại. Sau này thì sẽ có thêm chiếc VF7 nữa, nhưng mà đối với VinFast thì VF9 đây, chiếc xe có thiết kế cực kỳ hiện đại nha. Đó, và chúng ta sẽ có thêm cửa hít ở trên tất cả các phiên bản của VF9 mọi người nha. Phần kính lái đây, từ kính sau hàng ghế thứ hai và kính sau này thì sẽ được sơn màu đen bảo mật. Đấy, VF9 sẽ có công suất tối đa là đúng bằng với cái công suất của chiếc VF8 bản Plus mọi người nha. Đó là 402 mã lực và sử dụng dẫn động 2 cầu toàn thời gian. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có cảm biến lùi, camera, chúng ta sẽ có hai mắt ở đây. Chúng ta cũng có cái đèn hệ thống đèn daylight ban ngày cực kỳ đẹp khi mà chúng ta bật cũng như là tắt xe. Ngoài ra thì sẽ có hệ thống đèn phanh đẹp. Đấy, chúng ta sẽ thấy là đây, cực kỳ hấp dẫn nha, đó, rất là đẹp. Và sẽ có đến vài cái chế độ chào mừng của đèn. Chúng ta có thể bật và tắt thì mỗi chế độ nó sẽ nháy mỗi kiểu khác nhau. Ở phần kính hậu thì chúng ta sẽ thấy là cái lưỡi gạt mưa nó sẽ được làm dấu bên trên giống trên con VinFast VF8. Rất đẹp nha. Chúng ta có cốp điện này, chúng ta có đá cốp. Đấy, phần cốp sau khi mà bỏ hàng ghế thứ ba lên thì sẽ còn lại đâu đó tầm 2 gang tay thôi. Đấy, không được rộng rãi lắm, nhưng mà khi mà chúng ta gặp lại thì đó là một cái khoang rất là rộng và chở được rất là nhiều cái bộ gốc dành cho những chủ tịch để chúng ta đi đánh gôn nha mọi người ha. Đây, cái phần này thì chúng ta sẽ dùng để cột đồ khi mà chúng ta chở những cái vật dụng cồng kềnh đi xa, đi dã ngoại du lịch. Đấy, phía dưới này thì một cái hộc rất là rộng và sâu để chúng ta có thể bỏ được nhiều đồ, thậm chí là bỏ thêm đá bia vào đây để chúng ta đi dã ngoại rất là hợp lý. Đấy, ở phía sau này thì cũng sẽ có một cái tẩu công suất là 230 V. Đấy, tẩu 12 V nằm đây. Với phiên bản này là phiên bản trần kính mọi người ha. Chiếc xe này thì chiếc xe sản xuất có thể nói là đợt đầu
Đấy. Còn sau này thì VinFast sẽ ra cái phiên bản là Plus nhưng mà là trần thép. Đấy. Cũng đang có rất là nhiều anh chị đặt hàng rồi. Và sắp tới thì chúng ta sẽ nhận hàng những chiếc xe này. Ngoài ra thì sẽ có thêm phiên bản là Eco 6 ghế. Đấy. Phiên bản Eco 6 ghế, một phiên bản và phiên bản Eco 7 ghế. Phiên bản Eco 6 ghế thì nhiều rồi. Đấy, nhưng mà sẽ có phiên bản Eco 7 ghế nữa. Như vậy sẽ có đến 4 phiên bản ở trên chiếc VinFast F9. Đây là camera 360 ở trên gương này. Đây chúng ta sẽ có nó đi mồ ở trên gương ở hai bên. Về tính năng thì thật sự F9 sẽ không thiếu tính năng nào hết. Đây chúng ta sẽ có cái cửa mở như thế này. Đèn logo ở cả bốn cánh cửa và thậm chí là ở phần cốp sau. Chúng ta sẽ có cái đèn sáng chữ F9 nằm ngay bật bức tranh lên xuống và có thêm nẹp chrome dòng chữ VinFast. Đấy. Về nội thất thì mình sẽ thấy ngay đó là phần nội thất màu nâu, nó sẽ được điểm trên tắp bị cửa này. Đấy, phần tắp lô và phần yên ngựa ở đây. Trên ghế thì chúng ta không nói rồi. Đấy, và ngồi ra thì mọi người cũng có thể thấy là cái đèn nội thất ở trong xe với 64.6 triệu màu. Cái này thì không có rõ lắm nhưng mà sẽ rất là nhiều cái màu sắc, chúng ta có thể ra đây được dùng nó và có thể đổi được màu của cái đèn nội thất này. Đấy. Hay VinFast chuyển đèn nội thất sang màu xanh lá cây. Đấy, cái này thì Hưng thử ra lệnh thử mọi người ha, và nó sẽ chuyển ngay lập tức. Đấy, chúng ta sẽ có những cái màu cơ bản, ngoài ra thì mình cũng có thể chỉnh được những cái màu lạ hơn ở trong cái phần màn hình đây. Đấy. Đây là phần vô lăng của V9 sẽ khác hơn so với vô lăng của V8 một tí. Về nội thất thì rất là đỉnh rồi. Với ghế lái ở bên này chúng ta chỉnh điện 12 hướng, bên kia là 10 hướng. Đấy, và hàng ghế thứ hai cũng sẽ có cả massage lận. Đấy, cả massage làm mát và sửa cả 4 ghế. Đấy. Với phiên bản này là phiên bản full option thì hầu như sẽ không có thiếu tính năng nào ở trên chiếc V9 này cả. Phần loa mọi người cũng có thể thấy đây, nó sẽ được bọc chrome như thế này, nhìn rất là sang trọng nha. Khi mà chúng ta nhìn vào tổng thể xe thì sẽ thấy những cái phần chi tiết da màu nâu pha với những cái chi tiết nhôm phay xước kèm với chrome làm cho chiếc xe nó trở nên có thể là sang trọng hơn. Đây, phía sau chúng ta cũng sẽ có cái chỉnh điện như thế này, chỉnh điện 8 hướng ở phía sau cực kỳ hợp lý. Đấy. Rất là rộng rãi mọi người nha. Về giá bán thì hiện tại VinFast đang có mức giá bán của F9 từ phiên bản Eco 7 ghế cho đến phiên bản Plus 6 ghế là hơn 1,5 tỷ cho đến là lên quanh 1,7 tỷ. Đấy. Và nếu như mà anh chị nào đang có nhu cầu sở hữu chú khủng long V9 thì mọi người cũng có thể liên hệ trực tiếp vào hotline của Hưng để Hưng có thể tư vấn thêm về từng phiên bản một. Đấy. Và thời gian giao xe của những phiên bản mới hơn như là phiên bản 7 ghế và phiên bản Plus trần thép. Đấy. Và với chiếc xe V9 màu trắng nội thất nâu mà Hưng đang làm video này, đây là chiếc xe có sẵn thì sẽ có mức giá có thể nói là cực kỳ hợp lý dành cho khách hàng. Đấy, mọi người có thể inbox cho Hưng để Hưng báo giá chiếc xe này mọi người nha. Đấy, chiếc xe có mức giá rất là hợp lý ở thời điểm hiện tại dành cho khách hàng mua ở thời điểm hiện tại mọi người nha. Rồi, video của Hưng đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.